Ok, xin chào các bạn, nối tiếp với CG review đồ rẻ tiền. Đấy, hôm nay mình lại review giới thiệu cho các bạn tiếp đó là một con chuột, đó là chuột Forter. Người ta thích review đồ công nghệ đắt tiền nhưng mình lại ngược lại, mình lại thích review những đồ rẻ tiền. Đấy, tại vì là tại sao thì nó là phổ thông. Ok, nó vào là hướng đến đại đa số người dùng bây giờ. Đấy, thì hôm nay mình sẽ trên tay mình đó là một con chuột không dây Forter với mã đó là V2. Nó là một sản phẩm chính hãng. Đấy, dĩ nhiên rồi, sản phẩm nào cũng xuất xứ từ Trung Quốc cả thôi. Đấy, thì hiện tại trên tay của mình nó là con chuột không dây với giá chỉ vài chục nghìn. Và mình giới thiệu đến các bạn tại sao mình lại giới thiệu dòng này, đó là con chuột này có số tiền bỏ ra rất chất lượng so với mà giá trị nó mang lại. Tại vì sao? Vì thứ nhất nó là về độ bền, thứ hai nó là về độ ổn định, và có một cái hay đó là nó rất tiết kiệm pin. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành unbox cái con chuột này cho các bạn xem. Đấy, thì bên ngoài con chuột này được đóng một vỏ hộp với tông màu xanh và màu trắng. Đấy, nhưng con chuột ở bên trong của nó là màu đen. Thì con chuột này thì mình chỉ thấy nó có hai màu thôi, đó là màu trắng và màu đen. Đấy, nhưng mình chỉ thích bán màu đen thôi, mình đen nên là mình không thích bán màu trắng. Ok. Đấy, thì rất đơn giản thôi, một con chuột không dây rẻ tiền mà nó còn chẳng có sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nữa cơ. Đấy, thì đây như các bạn thấy này, trên tay mình đây đang là một con chuột Forter rẻ tiền, là nó chỉ có mỗi một cái túi bọc này, một cặp pin và một con chuột. Đấy, ok, thì đây là một con chuột Forter không dây, dùng được cho laptop, máy tính bàn, mà laptop, máy tính bàn, máy cây, tivi box và kể cả tivi thông minh. Còn đâu tivi thông minh thì tùy loại, không phải loại nào nó ăn được. Đấy, thì hiện tại là trên tay mình đang là con chuột đấy đây. Đấy, như các bạn đã biết, nhìn nó cũng giống như các con chuột thông thường thôi mà, tại vì nó cũng là chuột thông thường mà. Đấy, thì đây con chuột Forter này, nó sẽ có cũng chỉ ba nút bấm, đó là nút chuột trái chuột phải, chuột trái chuột phải và con năm. Đấy, thì như các bạn đã thấy này. Đấy, thì con chuột này nó khá là cầm, nó khá là chắc tay, vừa lòng bàn tay. Đấy, và như ví dụ bạn nào tay hơi nhỏ thì nó có thể nó sẽ hơi bé, nhưng mà so với tay những người bé như phụ nữ, trẻ phụ nữ hoặc là những người tay bé như mình thì cầm nó rất khá là ok, hoặc là cho trẻ con thì dùng nó khá là nhẹ. Đấy, thì bên trong này cũng như các con chuột khác là nó vẫn phải sử dụng pin, dùng pin. Đấy, thì cái đầu mình rất thích nó là con này nó thiết kế là cái đầu cắm này nó ở bên trong, các bạn có thể lấy và cất ra dễ dàng. Đấy, và một điểm khá là đắt giá của con chuột này đó là không có nút bật tắt. Thế thì nhiều người hỏi tại sao nó không rút bật tắt, đến lúc mà muốn tắt đi thì nó dùng nó hết mẹ pin. Các bạn yên tâm, khi các bạn cắm cái này vào bộ thu, ví dụ như các bạn dùng cho máy tính để bàn hoặc laptop, nếu như các bạn không sử dụng con chuột này nữa trong vòng một khoảng thời gian là con chuột này nó sẽ tự động tắt. Và khi các bạn muốn nó khởi động lại, các bạn chỉ cần kích chuột trái chuột phải là con chuột này nó sẽ lại dậy như bình thường, nó lại khởi động lại, nó lại chạy như bình thường. Đấy, còn khi các bạn mà dùng trên laptop hoặc là PC ấy, thì các bạn khi các bạn tắt máy tính một phát ấy, thì các bạn chỉ cần kích chuột trái chuột phải này, con chuột này nó sẽ cũng không bật lên. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ không nhận thấy tín hiệu từ cái bộ thu này. Đấy, nên tránh trường hợp này, các bạn sử dụng một số con chuột mà có nút bật tắt này, nó sẽ thường nếu các bạn quên không tắt này, nó sẽ gây hiện tượng đó là những cái pin. Nhưng con chuột này nó khá rẻ tiền nhưng mà khá là thông minh, nó thiết kế khá là, mình thích khá là ok cái khoản này. Đấy, thì con chuột này là một con chuột rẻ nhưng mà chất lượng của nó là khá là tốt, khá là bền, và mình bán ra khá là nhiều nhưng mà tỷ lệ lỗ sản phẩm cũng khá là thấp. Đấy, thì sản phẩm này bên mình cũng bán ra kinh doanh với giá chỉ vài chục nghìn thôi. Nếu các bạn nào biết chính xác giá thì có thể inbox cho mình dưới số điện thoại hoặc Zalo ở trên màn hình, hoặc là trong cái phần có link mô tả, link mua sản phẩm ở bên dưới. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn quay gần lại cho các bạn xem hình dáng của con chuột này. Ok, như mình đã nói rồi, con chuột này nó là con chuột rẻ tiền, vài chục nghìn thôi, cho nên là nó về thiết kế nó không có gì khác xa so với các con chuột khác. Đấy. Đấy, mình chỉ bù lại đó là chất lượng của nó khá tốt. Nếu các bạn không làm rơi vỡ hoặc là va đập mạnh thì con chuột này mình thấy có con chuột mình dùng đến khoảng 2 năm mà nó vẫn dùng ok với cái giá tiền mà các bạn bỏ ra. Đấy. Ok. Đấy, thì hôm nay mình đã làm một cái video review một con chuột không dây giá rẻ. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh. Nếu các bạn cần mua sản phẩm hãy liên hệ với bên mình có thể ship hàng, ship code toàn quốc cho các bạn. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại.